Nguyên liệu làm cho một món sinh tố tốt cho sức khỏe, bổ gan này, đào thải kim loại nặng cho gan này và giàu hàm lượng vitamin C này. Bây giờ chúng ta sẽ gồm một quả xoài, anh chị em mình cắt ra nhé. Một nắm nhỏ cái lá lá ngò hay lá húng của mình, vì lá ngò lá húng của mình này này, lá ngò lá mùi ấy, nó có tính chất đào thải cái kim loại nặng cho gan và nó có cái vị thơm. Chúng ta gồm một nắm rau xanh, chúng ta có thể dùng rau xà lách này chúng ta, hoặc là rau chân vịt nếu chúng ta có nhé. Chúng ta dùng một quả cam hoặc là một nửa quả cam hoặc là một quả quýt tạo hàm lượng vitamin C, và chúng ta cho khoảng 1/2 cái thìa bột tảo biển nhá, là spirulina này. Cái hàm lượng bột tảo biển này nó có hàm lượng gì nhỉ, sắt rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cho vào máy xay sinh tố, chúng ta kết hợp với khoảng 300 ml nước và chúng ta sẽ có một ly sinh tố bổ dưỡng cho bữa sáng nhé. Chúng ta cho vào cái máy xay sinh tố nhỏ nhỏ xinh như này, sau đó chúng ta đổ nước rồi chúng ta ấn xay thôi cả nhà. Vậy là mình đã có xong một ly sinh tố xanh bổ dưỡng tốt cho cơ thể. Sau video này em chúc tất cả anh chị em mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.